Hello và xin chào các bạn quay trở lại với channel của mình và chào mừng quay trở lại với Spore. Như các bạn biết rằng tập trước chúng ta đã lên được đến cái giống loài thông minh hơn, đó là giống loài này. Thì để tiếp tục thì bây giờ mình sẽ từ cái giống loài này, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi kiếm đồ ăn để các kiểu bằng cách nói chung là chúng ta sẽ thực hiện những gì mà chúng ta lại cần. Bây giờ cứ theo có thể vào đây là cái làng của mình đó. Sau đó chúng ta có thể vào Tribal Planner. Đó, thì đây là dùng để cho cái con của mình có thêm quần áo và các kiểu ấy. Đấy, ví dụ như là bây giờ mình cho nó cái này chẳng hạn, cái cúp chẳng hạn, hoặc là cái gì đó. Xem nào, cái gì đây? Rồi sau một hồi chỉnh sửa để quân của mình có áo giáp các thứ, bây giờ mình có thể thêm được những cái nhà này đó, để chúng ta có thể từ đấy chúng ta có thể nâng cấp được các kiểu đấy, ví dụ là cái nhà Dinkerdot này, mình không biết nó để làm gì. Bây giờ muốn thêm được con đi cái mình phải đi săn, và mà muốn đi săn thì mình phải đi mang cái gì đấy. Ồ chết rồi, rồi có tộc khác, chết 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 hỏng rồi, tộc khốn nạn này. Nói chung nguy hiểm đấy. Tóc xanh xanh đều đều rồi. Chết rồi, chết, 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 có bọn khác. Chết rồi. Rồi, ok, mình có thể mang thịt về. Rồi, mang thịt về đi. Rồi, đấy, nó mang thịt về. Được rồi. Được rồi, bây giờ mình sẽ cho thêm mấy con quân của mình nữa. Ví dụ như con này ạ. Con đấy cùi quá. Mình cho thêm con nữa, sẽ mang sang lấy thịt về. Đó, sang lấy thịt mấy con động vật này. Động vật cùi bắp này. Đúng rồi, sau đó ở nhà chúng ta lại sinh con, bây giờ nó bắt đầu gần giống đế chế. Ok, chúng ta không đủ thức ăn, bây giờ chúng ta mới có 9 thôi. Chúng ta phải có thêm. Bây giờ hết thức ăn được mấy con cũ, chúng ta phải lấy thức ăn được mấy con khác. Đấy, cứ như thế chúng ta có ngày càng nhiều thức ăn để sinh thêm nhiều em bé hơn, như bây giờ là có thể thêm em bé rồi. Phải có nhiều em bé các bạn ạ, phải có nhiều em bé thì mới được. Ok. Có một trâu ấy. Ô ô ô ô ô ô, cả đàn kìa. Cả đàn nó tấn công kìa, cả đàn nó tấn công kìa. Cứ tưởng ít người cũng muốn chơi cả đàn đấy kia, nguy hiểm ghê. Ok. Chúng ta không có thể không đủ thức ăn nhưng chúng ta sẽ có đủ thức ăn sớm thôi. Không lo lắm. Rồi, cứ như thế này mình có nhiều thức ăn lắm. Đó, xin thêm bé đi. Thế rồi. Bây giờ mình phải có thêm chỗ. Ok, có thể xây dựng thêm. Chúng ta cần 25 mới có được. Ok, không sao. Sắp có đủ rồi. Đấy, nhưng bây giờ nó có đủ rồi đấy. Rồi. Được. Làm sao để có thể nâng cấp được đấy? Làm sao để nâng cấp được cái chỗ này? Có thể lấy được vũ khí. Ok, hiểu rồi. Hiểu rồi, hiểu rồi. Đây làm gì đây? Con đấy là gì đấy? Hình như có những con nó hoạn ngoại giao, con là nó dùng để ngoại giao, còn những con là không hay sao ấy thì không chắc. Ok, được rồi, bây giờ chúng ta có thể thức ăn, mình sẽ cứ kiếm thức ăn này đã, cứ phải kiếm thức ăn đã. Làm sao thêm được người? Mình nghĩ là mình phải đi tấn công các tộc khác hay sao ấy, tấn công tộc khác thì mình kiếm được người, mình nghĩ là như thế. Không chắc lắm, mong mình nghĩ như vậy.
nên là chúng có lẽ chúng ta cũng phải đi kiếm thêm người thật. Ok, vì ta có rất nhiều thức ăn đây rồi, mình sẽ để vài con này đi kiếm mấy cái Stone Axe. Con tộc trưởng thì không à? Tộc trưởng nó không không chịu kiếm, nó không chịu lấy vũ khí, không biết tại sao như thế. Kệ đi. Ok được rồi, bây giờ cho mấy con này 2 3. Đây, tấn công với tộc nâu rồi, không biết có tấn công được không ấy, không biết có được không. Chết 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 chết, mình thấy nguy hiểm, thấy sao sao ấy. Nó 100 máu, nó 100 thôi. Thôi 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 thôi, quay 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 về, quay về, quay về nhà đã, quay về nhà đã. Các em mình định làm gì không? Mình định gọi tất cả quân mình sang đấm chết bà nó đi. Tấn công luôn, không để cho nó ăn của mình được. Tấn công đi, đừng để cho nó ăn. Rồi tiếp tục xử tộc đó, xử tộc đó tốt lắm. Tiếp tục cứ đánh đi, đánh nó nát tộc đó đi. Tấn công tộc đó đi, đừng thua, đừng thua, không được thua được, mình không được thua được, mình không để nó ăn của mình được. Cả phải đánh con to nhất của nó, con to nhất đấy rất nguy hiểm. Giết con này trước, đúng rồi. Rồi rồi, giết các con khác đi. Con to nhất của quân mình chết rồi, nhưng không sao, sẽ hồi sinh sớm thôi. Mình sẽ thắng, mình sẽ thắng, trận này mình sẽ thắng. Thế rồi, cẩn thận, quân nó sinh ra, quân nó sinh ra kìa. Tấn công nhà này của nó đã. Tấn công nhà, cần phải tấn công nhà này trước. Kìa kìa kìa, con này tấn công, mình phải đánh nó. Tấn công những con nào tấn công mình đã. Bây giờ cái nhà của nó này, để chính vì thế này nên là bọn nó mới sinh ra những con khác. Mình phải tấn công một cái nhà này của nó trước, phá nát nhà này của nó đi. Đó, cứ tấn công đi, đập nát nhà của nó. Trong khi đó là nhà mình. Rồi, mình không có thêm mấy à, mình không cách nào để... Ok, đừng để đánh thế, để nó thấy nó nhờn nhỉ, để nó nhờn thế, để nó nhờn thế, đúng rồi, đánh chết nó đi. Nó không chết à? Ui sự còn khốn nạn này. Rồi hết nửa máu của nó rồi, mình sẽ phá tan tộc nó, không còn gì luôn. 167, 165, 150, 140, có lên. Chết rồi, chết 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 chết. Đoạn mấy con động vật nó đang đến. Mình phá nhà chính của nó rồi. Tuyệt vời. Yes, mình có ăn thêm mấy cái thứ linh tinh của nhà nó nữa. Tuyệt. Thế như thế nào đây? Ok. Như vậy là mình... Oh yes, mình chinh phục tộc nâu. Bây giờ có thêm cái biểu tượng có cái tộc nâu. Mình chinh phục tộc nâu rồi. Bây giờ cái nhà của mình to hơn. Ý. To hơn rồi, kinh chưa, chất chưa. Ồ kinh chưa, sợ chưa. Ấy, sợ chưa, bạn thì sợ. À, sợ. Rồi bây giờ mình có thể thêm thành 9 người. Động vật, mấy con động vật đang định đến ăn đồ của mình, ăn cắp đồ của mình, khốn nạn thật. Ok, mình có thể để thêm bé. Hay quá. Chưa rồi, bên, nhưng mà chỗ khác, đang có tộc khác đang đến. Tấn công con lùm này kiếm thêm thịt. Nó chạy kìa, nó khốn nạn thật. Chạy thì ai chơi? Chả thèm, chả thèm nữa. Kệ. À, dồn theo à, vẫn dồn đi. Dồn lúc là thịt mày em ạ. Nào, dồn đi, dồn lên nhà tao. Là thịt chúng mày, cả đàn chúng mày, dồn lên nhà tao đi. Thôi mày xong rồi. Mày xong rồi, cả đàn chúng mày xong rồi. Đi luôn rồi. Anh chị em chúng mày đã đi hết. Ăn thịt đi, kiếm thịt của nó đi. Rồi mấy con này đi ăn thịt của bọn này. Con nào không có việc làm thì kiếm thịt chỗ khác. Chuẩn rồi. Mình sẽ sinh ra nhiều em bé hơn. Có xây dựng thêm cái gì nữa không? Ồ oh. À,
Rồi đánh nhau với mình đây. À, bọn tím à, khốn nạn nhỉ. Thôi rồi, rồi, mình ở đây mình phòng thủ, không sao hết. Mình ở đây phòng thủ, ở đây phòng thủ. Tất cả quân lính ra đây phòng thủ hết. Nó không ăn đâu, nó không ăn quân mình đâu. À, anh biết rồi nhé. Tấn công mày, tấn công ngáo à. Nó không ăn đâu, mình vào thế. Không, 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 không đến ăn nhà mình chứ. Tấn công của nó. Nhờn. Nhờn. Rồi. Đến lúc này ta tấn công luôn sàng của nó. Ôi. Sao nó sinh con để có anh nhanh thế. Quỷ. Quá nhanh luôn. Thôi thôi thôi. Lại còn mấy con chầu chầu đang đến ăn cắp thức ăn của mình mới ghê chứ. Mỗi đứa gặm miếng cho nó đầy máu rồi. Chết, có mấy đứa đang đến ăn cắp thức ăn của mình. Sao lại khốn nạn thế nhỉ? Nhờn. Tộc trưởng, ra thức ăn đi. Tộc trưởng ăn thức ăn đi, tộc trưởng. Mình cho tộc trưởng ăn thức ăn mới được. Cho nó đầy máu đi. Trâu lên. Rồi, được rồi, được rồi, rồi. Tấn công tộc tím này. Vì cái tộc tím này trước để đánh mình. Đánh mình bây giờ mình không thể tha nó được. Bây giờ đang ít người, mình ra tấn công luôn. Đưa tất cả quân mình ở đây có lẽ không phải ý tưởng sáng suốt nhất có thể, nhưng mà không sao. Mình sợ là mình lúc mình đang đánh quân mình ấy, đang đánh quân chúng nó đây ấy, thì nó sẽ đánh quân mình. Cố lên nào. Đánh thập cái nhà của nó đi. Chết. Tao lại đánh tập mình à. Thôi quay về, quay về, quay về, quay về. Quay về, quân mình quay về, quay, quân mình quay về. Tập khác đánh mình. Vãi thật. Bọn này nó cơ hội quá. Quay về ngay, quay về ngay, quay về. Bảo vệ. Bảo vệ quê nhà ngay. Sau này nó thích đánh nhau mình thế nhỉ. Chết thật. Mình cứ để quân nó tấn công quân mình này không ổn tí nào à. Lên tấn công đi. Đừng để thua mà. Chết chết chết. Mình không đủ mạnh để ăn cho nó rồi. Nó trâu thế. Nhưng mà nói chung là mình ăn thì mình đánh thắng thắng thôi, nhưng mà cơ bản là mình tổn hại nhiều quá. Tổn hại nhiều quá, mình thế này không thể khôi phục lực lượng trong một thời gian sớm một chiều được. Không thể nào. Thế rồi. Cho này ra ăn thức ăn đi. Cho tộc trưởng ra ăn thức ăn. Mình cần phải xây dựng lại lực lượng, quân mình chết nhiều quá. Ui, sợ đấy. Tộc tím chỉ có 6 hay 9 người mới có thể ăn được. Mong thế. Tấn công đi, tấn công đi, tấn công đi. Đừng để nó ăn được, đừng để nó ăn được. Rồi, cố lên, tấn công con đầu đàn trước. Phải rồi, tấn công đầu đàn trước đã. Đánh đi. Rồi. Thế lên ra đánh đi, đánh tiếp đi. Quân hỗ trợ đi. Về 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 về. Đứa nào yếu quá đi về.
Vãi, quái rừng nó ra đánh cùng chứ. Vãi thật. Thôi 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 thôi. Đùa rồi, đùa rồi. Đông quái quá. Thôi, như cung tộc nó yếu lắm rồi đấy. Nếu nào quân mình yếu quá thì cho nó về. Đấy, như con này này. Đây, mấy con này cũng phải là anh đi. Về 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 về. Chết chết chết, quân mình chết hết giữa đường rồi. Mình chơi này nguy hiểm quá. Ôi trời, nguy hiểm quá, sao quân nó vẫn còn đông ấy nhỉ? Có lẽ nào mình có thể làm được mà. Kiếm đâu đồ ăn bây giờ? Kiếm đâu đồ ăn bây giờ? Kiếm thêm đồ ăn thôi. À, tấn công mình cơ. Láo thật. Mình không tấn công thì thôi, bây giờ nó ra chỗ mình tấn công cái ghê ấy. Rồi, tấn công của nó luôn. Nó còn hai đứa thôi. Tấn công đánh chết của nó luôn. Đập nát tổ nó luôn. Cả team của mình sang rồi. Bây giờ mình họ gọi hội đồng đánh nó. Mấy con quái rừng đứng động mà tao không được cho đúng mà chết hết đấy. Đúng rồi. Phá, sắp phá nhà chính của nó rồi. Rồi trong lúc quân mình phá nhà chính của nó mình có thể. Ôi rồi, quân mình hết rồi. Ok, rồi quân mình đã ở đây. Chết, nó lại sinh ra à? Bắt nó đi đông thế. Với cả động vật, các con động vật khác đến ăn cắp thức ăn của mình còn gì đâu ăn cắp. Rồi, mình đã tấn công tộc này. Rồi, yes, chiến thắng. Chúng ta chiến đấu và đã chiến thắng. Tấn công chết rất nhiều quân nó chết la liệt. Đều nằm ngả mũ với con mình. Và con mình thì đang ở đây. Mình để cho con một đứa con mình đi săn quái rừng. Rồi, từ từ, lùi 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 lùi. Lùi về, lùi về, lùi về. Dụ quái ra, đúng rồi. Chơi một chiến thuật. Tốt nhất là nên dụ quái về. Rồi, dụ nó về, dụ nó về, dụ nó về đây. Về tổ mình đã. Dụ nó về, dụ nó về, dụ nó về, dụ nó về. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ sẽ chạy ra nào. Buồn thế. Rồi, ăn thức ăn đi. Rồi, về lấy thức ăn thôi. Yes. Tộc này nó sắp chết hết rồi. Tan nát cả cái tộc rồi. Nát tộc, nát tộc, nát tộc, nát tộc. Cả bộ tộc này bộ nó tan nát hết. Tuyệt vời. Không còn gì mà đùa luôn. Không còn gì mà sắn luôn. Ôi giời, ôi giời, ôi giời. Boom, yes. Yes, chúng ta ăn được tộc hồng. Quá ngon. Và chúng ta kiếm lấy được những cái công nghệ của bọn tộc Hồng. Và tộc của mình như thường lệ sẽ to lên. Đấy, thông chiến tộc Hồng tộc thì to lên. Tuyệt vời, tộc Hồng đã bị thua. Và ok, bây giờ mình đã mở được cái dụng cụ giáo rồi, mình cứ tưởng tộc mình to lên nhưng mà không phải. Hóa ra mình mở dụng cụ mới thôi. Ok, bây giờ mình sẽ đi giết mấy con quái rừng này. Đấy, mấy con quái này. À, thịt mấy con này. Mang thức ăn về cho gia đình. Đó. Ồ,
Ok, mới tức là ở đấy chỉ có vài con ăn được thôi đúng không? Ok, còn những con khác lên kia đánh. Những con nào mang thức ăn về thì thôi, còn những con khác thì đi đánh. Đấy. Con này không ăn được quân mình đâu. Là chỉ mấy con động vật bậc thấp thôi. Ok, được rồi. Rồi. Quân mình sẽ có thêm người mới. Tuyệt vời. Cứ như này mình sớm sớm trở nên mạnh mẽ hơn. Chứ không thể yếu như này được, mình không chịu thua nữa nào cả. Xung quanh mình còn cái tộc còn có thịt thiết gì không? Mình phải xâm chiếm hết cả nguồn thức ăn của bọn khác. Không thể để chỗ nó ăn được của mình hiểu không? Giai đoạn này mình không thể. Rồi, có thức ăn xin thêm con. Ok, bây giờ mình có thể mở được công cụ giáo ném. Đó, bây giờ quân của mình có thể có giáo. Tộc mình bây giờ có lẽ là mạnh nhất, vì là bây giờ mình có nhiều công cụ nhất. Có lẽ là như thế, nhưng mình chưa biết được như thế nào. Có lẽ thôi, có lẽ vẫn mãi chỉ là có lẽ. Tại sao bọn quái rừng nó chỉ bé thế thôi nhỉ? Tộc vàng có còn gì nữa không? Không, không còn gì nữa. À, tộc hồng không còn gì nữa. Ok, mình đã quay về đây. Kiếm được ăn đi. Tấn công với con bé bé cũng được. Mình không biết mấy con bé bé được bao nhiêu thức ăn nhưng mà chắc không nhiều. Ok, được rồi. Còn tộc xanh này này, có rất ít người, có nên mình có nên tấn công tộc xanh nhỉ? Nhưng cái tộc xanh này dưới này này, Saiyan ấy, mình sợ nó tấn công quân mình á. Nhiều khả năng nó sẽ nâng cội và tấn công quân mình. Nên mình thấy nguy hiểm quá. Không biết có nên không nữa. Thôi cứ kiếm thêm thịt thiệt các kiểu đã. Rồi đợi cho bọn này lớn hết thì mình đưa quân đi đánh cái tộc xanh này. Nó chỉ còn 5 trên 9 thôi. Bọn này đều không thích mình. Vì chắc là mình ấy quá, mình hiếu chiến quá, mình đánh bọn nó kinh quá. Công nhận là mình hiếu chiến thật cơ. Ok, chắc được rồi đấy. Rồi, mình đi vào đây. Lấy mỗi đứa thì có mỗi cây giáo rồi. Mỗi đứa cây giáo xem. Con này sắp lớn rồi, cho tất cả bọn đấy. Đi kiếm mỗi đứa cái giáo ấy, đúng rồi, chuẩn. Rồi kiếm mỗi đứa cái giáo theo anh xem. Tấn công bọn nó thì phải dùng giáo mới chết. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Kiếm cái giáo đi. Có nhiều con cứ đói. Ok, được rồi, thôi, tấn công luôn cái tổng này. Nó chỉ có 5 đến 9 thôi, nó rất yếu. Hơn nữa mình bây giờ còn giáo giết các kiểu. Wow, máu nó có vẻ trâu lắm. Rồi, ta tấn công đi. Rồi, bọn này quân mình tấn công từ xa này, bọn nó chết hết. Chả bao lâu thì bọn nó cũng đi hết. À, nó vừa chui trong nhà ra một đống này, nguy hiểm nhỉ. Nhưng là gì đâu, không là gì mình cả, nó lừa mình cũng không được đâu. Nó nghĩ mình ngu thế á. Thế này thì mình ăn hết bọn này.
Thôi nó đi hết. Bọn này làm gì? Bọn mình cứ đi là bọn động vật bậc thấp lại ra để nó tấn công, nó kiếm chiếm đồ mình. Rồi, mấy con này mình diệt tận gốc luôn. Rồi, bây giờ bắt đầu phá nhà chúng nó. Đù, bọn động vật bậc thấp này cứ đến ăn chỗ thức ăn của mình cơ. Thôi, mình đưa một con về. Không để có bọn động vật bậc thấp này ăn trộm thức ăn của mình được. À, đây rồi. Yes, có con trâu to này rồi. Nhanh nhanh nhanh, lấy con này ngay, lấy con này ngay, không nó ăn trộm hết thức ăn được. Đừng để nó ăn trộm, đừng để nó ăn trộm, đừng để nó ăn trộm. Nó ăn hết nó chạy mất đấy. Đừng để nó chạy mất, đừng để nó chạy mất. Đúng rồi, xử đi. Phá được cái tộc tiếp theo rồi. Tuyệt vời. Có các công cụ mới, các thứ mới. Mình càng trâu hơn. Và tộc tiếp theo đã bị hạ gục dưới chân mình. Yes, tộc xanh đã bị hạ gục. Vâng, hình như là mình đã to lên. Yes. Tuyệt vời. Hay quá. To lên. Rồi. 12 người, mới được 12 người. Ồ, bây giờ mình có thể có cả công cụ hồi máu. Ok. Có lẽ là mình sẽ dừng tập này ở đây và việc còn lại mình sẽ để ở tập sau. Nếu bạn thích đừng quên để lại một like, subscribe channel của mình nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.